Với vai trò là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2024, Việt Nam Food Expo 2024 lần thứ 10 trở thành cầu nối để các thương hiệu Việt quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường. Với quy mô 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp đến từ hơn 30 tỉnh thành của Việt Nam và gần 20 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia trưng bày các lĩnh vực gồm nông sản, thủy sản nguyên liệu và chế biến, thực phẩm chế biến và đồ uống, máy móc, thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản và đóng gói bao bì thực phẩm. Triển lãm Việt Nam Food Expo 2024 không chỉ góp phần giới thiệu, quảng bá mà còn thể hiện sự phát triển năng động của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Đặc biệt, khu gian hàng của các doanh nghiệp thực phẩm đạt thương hiệu quốc gia 2024 với quy mô gần 40 gian hàng trưng bày trên diện tích 400 m², là khu gian hàng lớn nhất từ trước đến nay và luôn là điểm nhấn quan trọng tại mỗi kỳ Việt Nam Food Expo. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các sự kiện quan trọng như hội thảo chuyển đổi xanh trong sản xuất nông sản, thực phẩm, thúc đẩy xuất khẩu sang Liên minh châu Âu, hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp châu Mỹ, v.v. giúp các doanh nghiệp công nghiệp thực phẩm Việt Nam nắm bắt và tận dụng những ưu đãi của nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên. Qua mỗi kỳ tổ chức, với việc luôn đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức, triển lãm Food Expo luôn khẳng định là sự kiện xúc tiến thương mại hiệu quả, thiết thực cho ngành công nghiệp thực phẩm Việt.